thư thứ nhất của Phaolô gửi cho Timôthê đoạn 6 tất cả những người dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình mọi mặt để danh đức chúa trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị xúc phạm những ai có chủ là tín hữu thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu. Đó là những điều con phải dạy và khuyên bảo họ. Nếu có người dạy giáo lý khác không phù hợp với lời chân chính và giáo lý tin kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì, nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ xấu xa, sự tranh cãi truyền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là một nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, xa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng, trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho muôn loài và trước mặt đấng Christ Jesus là đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp khi làm chứng trước bôn sơ phi lát. Ta khuyên con phải giữ điều răng dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến, là điều mà đấng chủ tể hạnh phước và duy nhất, là vua của các vua, Chúa của các chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài, là đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về ngài amen hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn nhưng hãy đặt hy vọng nơi đức chúa trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng họ phải làm việc thiện làm nhiều việc phước đức có lòng rộng rãi sẵn sàng chia sẻ như vậy họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật timothée ơi hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con tránh những lời nhảm nhí phàm tục và các cuộc tranh cãi về những điều nhầm tưởng là tri thức vì muốn có thứ tri thức đó mà có người đã đánh mất đức tin. Cầu xin ân điển ở với anh em. Sách thứ nhì của Samuel Chương 8 David chiến thắng quân Philippines, Moab, Aram và Edom. Sau đó, David đánh bại quân Philippines, chinh phục chúng và tước đoạt quyền kiểm soát các đô thị khỏi tay người Philippines. Vua đánh bại quân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất và lấy dây đo, cứ hai dây thì giết, một dây để cho sống. Như vậy, người Moab phải phục dịch và chiều cống cho David. David cũng đánh bại vua Soba là Hadadese, con của Rehob, trong khi vua này đi khôi phục quyền kiểm soát vùng sông Euphrates. David bắt 1.700 kỵ binh và 20.000 bộ binh của vua Sô Ba cắt gân chân của tất cả ngựa kéo xe, chỉ để lại đủ cho 100 cỗ xe mà thôi. Lúc quân Aram ở Đa Mách đến tiếp viện Hada Đê vua Sô Ba, thì David giết 22.000 người Aram. Kế đó, David lập đồn ở Đa Mách, xứ Aram. Người Aram phục dịch và chiều cống cho David. Bất cứ nơi nào David đi đến, thì Đức giê va đều cho vua được thắng. David lấy và đưa về Jerusalem những cái khiên bằng vàng mà các đầy tớ xe mang. Ở Bết Tách và Berotoi, hai thành của Hadadese, vua David cũng đã lấy được rất nhiều đồng. Khi vua Hamat là Thôi nghe tin vua David đánh bại cả đoàn quân của Hadadese, thì sai Joram con mình đến chào vua David và chúc mừng vua đã chiến đấu và đánh bại Hadadese. Vì Hadadese thường đánh nhau với thôi. Joram đem dâng cho vua David những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt riêng các món nảy ra thánh cho Đức giê va như vua đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng từ các dân tộc mà vua đã chinh phục. Aram, Moab, Ammon, Philippines và Amalek cũng như từ chiến lợi phẩm thu được nơi Hadadese, con của Rehob, vua xứ số Sau khi đánh giết 18.000 người Edom trong thung lũng muối trở về, danh tiếng của David càng lừng lẫy. Vua lập đồn lũy trong khắp đất Edom và tất cả người Edom phải khuất phục David. Đức Giê-hô-va đã cho David chiến thắng ở bất cứ nơi nào vua đi đến. Các quan chức của David David trị vì trên toàn có Israel, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân. Joab, con của Seruza, làm tổng tư lệnh quân đội. Josaphat, con của Ahilut, làm quan ngự sử. Sa-đốc, con Ahitub và Ahimelech, con Abiathar, làm thầy tế lễ và Seraza làm thư ký. Benaza, con Jehozada, chỉ huy người Kerethit và Phelethit, còn các con trai David làm thầy tế lễ. Sách thứ nhì của Samuel Chương 9 David và Mephibosheth Bấy giờ David nói, nhà sau lơ có ai còn sống sót không ta muốn vì jonathan mà làm ơn cho người ấy có một đầy tớ của nhà sau lơ tên là sip ba người ta gọi ông đến với david vua hỏi ngươi là sip ba phải không ông thưa phải chính tôi là đầy tớ của bệ hạ vua nói tiếp nhà sau lơ có còn người nào không ta muốn lấy ơn của đức chúa trời mà đãi người ấy sip ba thưa với vua còn một người con trai của Jonathan bị què cả hai chân. Vua hỏi, người ấy ở đâu? Sip ba thưa, người ở trong nhà Maki, con của Amien tại Lodeba. Vậy, vua David sai người đến nhà Maki, con của Amien ở Lodeba, đón người ấy về. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu Sauler, đến với David, thì sấp mặt xuống đất mà lạy David gọi. Mephibosheth. Ông thưa, dạ, có đầy tớ bệ hạ đây. David nói với ông, đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con, vì Jonathan, cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của sau lơ, ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Mephibosheth cúi lạy và nói, đầy tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại đoái đến một con chó chết như con đây? rồi vua gọi ship ba đầy tớ của sau lơ và nói ta đã ban cho cháu nội của chủ ngươi tất cả tài sản thuộc về sau lơ và cả nhà người vậy ngươi cùng các con trai và đầy tớ ngươi phải cây cấy đất đó cho người rồi thu hoạch hoa lợi để cháu nội của chủ ngươi có bánh ăn còn mephiboset cháu nội của chủ ngươi sẽ ăn tại bàn ta luôn luôn lúc bấy giờ ship ba có 15 con trai và 20 đầy tớ. ship ba thưa với vua, đầy tớ bệ hạ sẽ làm mọi điều bệ hạ là chúa tôi dặn bảo. Như thế, Mephibosheth ăn tại bàn của David như một trong các con trai của vua. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mika. Tất cả những người ở trong nhà ship ba đều là đầy tớ của Mephibosheth. Như vậy, Mephibosheth sống ở Jerusalem vì ông luôn được ăn tại bàn của vua dù ông bị què cả hai chân. Sách Sử Ký Thứ Nhất Chương 18 Những chiến thắng của David Sau việc ấy, David đánh bại dân Philippines, bắt chúng phục tùng, chiếm thành gác và các vùng phụ cận từ tay chúng vua cũng đánh bại dân Moab. Người Moab phải phục dịch và chiều cống David. David đánh bại Hadarese vua Soba về hướng Hamad khi vua này đang giành quyền kiểm soát khu vực sông Euphrates. David bắt được của vua Soba 1.000 cỗ xe, 7.000 kỵ binh và 20.000 bộ binh. David cắt nhượng của tất cả ngựa kéo xe, chỉ trừ lại 100 con khi dân Aram ở Đa đến tiếp viện cho Hadarise, vua số 3, David giết 22.000 người trong bọn chúng. David đặt quân đồn trú tại Aram thuộc Đa Dân Aram phải phục dịch và chiều cống David. Đức Giê-hô-va giúp David đi đến đâu, thắng đến đó. David lấy những khiên bằng vàng của các đầy tớ Hadarese và đem về Jerusalem. Từ hai thành Tibat và Cun của Hadarese, David lấy được rất nhiều đồng mà sau này Salomon dùng làm bể nước, các trụ và chậu bằng đồng. Khi Tohu, vua Hamad hay tin David đã đánh bại toàn bộ quân đội của Hadarese, vua Soba, thì sai Hadoram, con trai vua, đến thăm hỏi và chúc mừng David đã chiến đấu và đánh bại Hadarese. Vì Hadarese và Tohu thường có chiến tranh với nhau. Tô Hô cũng gửi tặng David đủ thứ vật dụng bằng vàng, bạc và đồng. David biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va các vật dụng ấy cùng với bạc vàng mà vua đã lấy được của các dân tộc Edom, Moab, Ammon, Philippines và Amalek. Abisai, con của Seruza, đánh người Edom trong thung lũng muối và giết chết 18.000 người ông đặt quân đồn trú tại Edom và tất cả người Edom đều phải phục dịch David. Đức Giê-hô-va giúp David đi đến đâu, thắng đến đó. Sự cai trị của David David làm vua trên toàn có Israel, thực thi công lý và sự công chính cho toàn dân. Joab con của Seruja thống lĩnh quân đội. Josaphat con của Ahilut làm quan ngự sử Sadoc con của Ahitub và Abimelech con của Abitha làm thầy tế lễ. Savesa làm thư ký. Benaza con của Jehozada cai quản người Kerethit và người Phelethit. Còn các con trai David đều làm cận thần của vua. Thi Thiên 60 tác giả than thở vì thua trận và cầu xin Chúa giúp đỡ. Thi thiên của David sáng tác để dạy dỗ khi ông đánh dân Aram ở Naharaim và dân Aram ở Soba và khi Áp trở lại đánh bại 12.000 dân Edom trong trũng muối. Cho nhạc trưởng theo điệu Hoa Huệ chứng ước. Đức Chúa Trời ôi, Chúa đã từ bỏ chúng con làm chúng con tan lạc. Chúa đã nổi giận với chúng con. Nhưng bây giờ xin đem chúng con trở lại. Chúa khiến đất rúng động làm cho nó nứt ra. Bây giờ xin Ngài sửa lại các chỗ nứt vì nó đang lung lay. Chúa làm cho dân Ngài chịu cảnh gian nan, cho chúng con uống một thứ rượu xây sẩm. Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ để vì chân lý mà dương nó ra hầu cho người yêu dấu của chúa được giải thoát xin chúa đáp lời cầu xin và lấy tay phải ngài cứu giúp chúng con từ nơi thánh đức chúa trời đã phán rằng ta sẽ hoan hỉ phân chia đất si chem và đo vùng thung lũng su cốt galaát thuộc về ta Manase cũng vậy ephraim là đồn lũy của đầu ta judah là vương trượng của ta moab là cái chậu rửa của ta ta ném giày ta trên dân Edom, ta gieo mừng chiến thắng trên dân Philippines. Ai sẽ đưa con vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn con đến đất Edom? Lạy Đức Chúa Trời chẳng phải Chúa đã từ bỏ chúng con sao? Lạy Đức Chúa Trời Chúa không còn ra trận với quân đội chúng con nữa sao? Xin Chúa giúp đỡ chúng con khỏi cơn gian chân vì sự cứu giúp của loài người là vô ích nhờ Đức Chúa Trời chúng con sẽ đại thắng, vì chính Ngài sẽ dày đạp các kẻ thù chúng con. Châm ngôn chương 25 Tập thứ nhì, sưu tập các châm ngôn của Salomon. Đây cũng là những châm ngôn của Salomon do người của Ezechia vua Judah sao chép vinh quang của đức chúa trời là giấu kín một điều gì nhưng vinh quang của các vua là tìm ra một điều gì đó người ta không thể dò thấu chiều cao của bầu trời và chiều sâu của quả đất thể nào thì cũng không thể dò thấu lòng của các vua thể ấy lấy cận bã ra khỏi bạc thì thợ bạc có được một vật dụng loại trừ kẻ ác khỏi mặt vua thì ngôi vua sẽ được lập vững trên nền công chính đừng phô trương mình trước mặt vua, cũng đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói với con rằng, hãy lên đây. Hơn là hạ con xuống trước mặt người quyền quý mà mắt con đã thấy. Chớ vội gây ra điều tranh tụng, kẻo khi kẻ lân cận con làm cho con xấu hổ, thì rốt cuộc con sẽ chẳng biết làm gì. Hãy đối chất với chính người lân cận con, nhưng đừng tiết lộ việc riêng của người khác kẻo khi người nghe điều ấy sẽ sỉ nhục con và tiếng xấu về con không rút lại được. Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng có cần bạc. Đối với tai biết nghe, lời của trách của người khôn ngoan khác nào một chiếc nhẫn vàng, một đồ trang sức bằng vàng dòng. Sứ giả trung tín đối với người sai đi, giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức cho linh hồn của chủ mình. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, giống như có mây, có gió mà không mưa. Luôn chậm nóng giận mới khuyên được các thủ lĩnh, còn lưỡi mềm mại bẻ gãy xương cốt. Nếu con tìm được mật hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán con sẽ mửa ra chăng. Đừng thường xuyên bước chân đến nhà người lân cận con, kẻo người chán con và trở lòng ghét con chăng kẻ làm chứng dối chúng lại người lân cận mình khác nào một cái rùi cui, một cây gươm, một mũi tên nhọn. Tin cậy kẻ bất chung trong ngày hoạn nạn giống như răng bị gãy, như chân bị trẹo đi. Ai hát cho lòng buồn thảm nghe khác nào kẻ lột áo mình vào ngày lạnh và như giấm đổ trên vết thương. Nếu kẻ thù của con có đói hãy cho nó ăn, nếu nó khát hãy cho uống. Vì như vậy, con chất than lửa hồng trên đầu nó và Đức Giê-hô-va sẽ thường cho con. Gió bấc sinh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo, khiến cho mặt mày giận dữ. Thà ở một góc trên mái nhà còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Tin tốt lành từ xứ xa đến, giống như nước mát mẻ cho người đang khao khát. Người công chính nghiêng ngả trước mặt kẻ gian ác, khác nào một suối nước bị vấy đục một nguồn nước bị ô nhiễm ăn mật nhiều quá thì không tốt mãi lo tìm kiếm vinh quang cho mình cũng vậy người nào không chế ngự lòng mình khác nào một cái thành đổ nát không tường lũy